Cả ngày đi học thì không sao, vừa đi học về là gia đình rộn ràng hẳn ra. Nhà có hai ông con mà không ông nào nhường ông nào, sơ hở một xíu là hai thằng đi đường quyền liền. Thằng em thì cầm cây vợt cầu lông, thằng anh thì cầm cái kiếm nhựa, còn mẹ thì đang cầm mâm cơm. Round 2. Vừa mới đặt mâm cơm xuống, không kịp phòng thủ thì thằng con lớn đã dọn luôn mâm cơm rồi. Xem lại camera an ninh thì mới biết rõ được tình huống lúc ấy là thằng lớn bị thằng nhỏ dí chạy nên mới ra nông nổi này. Chạy đâu không chạy, chạy thẳng vô mâm cơm thì tối nay biết ăn gì hả ông con? Nhém xíu nữa thì thằng nhỏ leo lên đầu mẹ nó ngồi luôn rồi. Người mẹ giật hết cả mình, nhém tí rớt luôn cây cài. Còn ông bố thì rất bình thản, chỉ biết ngồi nhìn mà thôi. Kiểu, ôi ngày nào tụi nó không ăn đòn thì nó ăn cơm không ngon đó mọi người. Dân tình đi ngang qua thấy tình cảnh này đều không thể nhịn được cười và để lại bình luận như sau: xin lỗi, chị lỡ cười mất rồi. Chết rồi, bữa cơm lại thiếu vắng tiếng cười rồi. Cơm chan nước mắt. Hôm nay chúng ta không ăn cơm, chuyển sang ăn đòn. Báo nữa rồi hai ông già. Còn bạn thấy sao về pha đi đường quyền này? Hãy để lại suy nghĩ của mình trong phần bình luận bên dưới nhé.